Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái trò nghịch liên quan đến một cái trò mà tôi vừa mới nghĩ ra được sau rất là nhiều thời gian. Bây giờ tôi có thể quay trở lại để quay video cho tất cả bạn xem. Cũng như là nghịch những cái trò mà tôi vừa mới nghĩ ra được sau khoảng thời gian là hơn 2 tuần thì tôi nghĩ ra được rất là nhiều trò. Sau khi mà nghĩ ra được nhiều trò thì tôi mới thể quay được clip cho bạn xem đấy. Phải nghĩ được trò thì mới quay được, còn không nghĩ được trò là không ra được clip. Nên là hy vọng tất cả bạn đã xem clip của kênh NTL Vlog hãy thông cảm cho tôi, ok? Và không linh tinh luyên thuyên nữa thì bây giờ là tôi sẽ đi nghịch cái trò mà tôi nghĩ ra được cho bạn xem cái trò này như nào. Đấy, ok. Trên tay tôi là một nọ Gotex, đây là một nọ xịt phủ nano chống thấm, chống nước, chống tất cả các loại chất lỏng. Đó, bây giờ tôi sẽ dùng cái lọ xịt này xịt lên trên cái đôi giày này và sẽ nghịch cho bạn xem cái trò mà tôi vừa nghĩ ra được xem nó thú vị như nào, ok? Ok, sau 15 phút ngồi đợi thì là cái đôi giày này nó đã khô. Bây giờ tôi sẽ đeo cái đôi giày này vào trong chân, sau đó xuống kia nghịch cái trò mà tôi vừa nghĩ được. Đấy, bây giờ đeo vào đã. Ok, tôi đã đeo xong cái đôi giày trắng vào chân. Đấy, các bạn thấy không? Giày trắng muốt luôn. Thật sự để mà nói thì là tôi không thích đi giày trắng, nhưng mà hôm nay để thực hiện clip này bắt buộc là phải đi giày trắng. Đấy, các bạn thấy không? Mũ đen, áo đen, mỗi giày là trắng đấy, trắng muốt luôn. Ok. Ở đây thì là tôi đã chuẩn bị sẵn một chai Coca và một chai nước cam. Bây giờ tôi sẽ dùng Coca và nước cam đổ lên cái đôi giày này cho các bạn xem cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra như thế nào. Ok, ở cái đôi giày này thì là tôi đã xịt phủ nano nên cái đôi bên phải như này, còn đôi bên trái là tôi không xịt cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ đổ lên hai đôi giày để các bạn xem so sánh giữa một đôi xịt nano và một đôi không xịt nano nó sẽ như thế nào. Ok, bây giờ tôi sẽ đổ Coca lên trước rồi đó. Tôi sẽ đổ lên cái đôi mà không có nano. Ở đây các bạn thấy không, nó ngấm hết vào luôn. Tiếp theo là cái đôi phủ nano, tôi cho các bạn xem cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Hầu như là nước không dính luôn, không hề dính luôn. Đó. Nó chảy hết xuống dưới, các bạn thấy không? Đôi này thì dính hết luôn này. Đó. Ok, sau khi mà nghịch xong cái đôi giày trắng kia thì là bây giờ tôi sẽ nghịch cùng với lại chiếc áo trắng mà tôi đang mặc ở trên người đây. Đấy. Đây là nọ xịt phủ nano. Tôi sẽ xịt nó lên trên người. Ok, tôi đã mặc xong chiếc áo trắng vào trong người đấy, các bạn thấy không? Trắng muốt từ đầu cho đến đây nó không trắng mấy. Đấy. Nhưng mà nói chung là chiếc áo trắng này hoàn toàn bình thường, nhìn như mọi chiếc áo trắng khác. Và trên tay tôi đây đang cầm một chai nước ngọt. Bây giờ tôi sẽ mở nó ra và rội trên người. Ok. Nước ngọt không có để mà uống. Thôi uống luôn. Không, tí nữa rội lên là hết uống. Chả nhẽ này uống dưới đất. Rồi. Bây giờ tôi làm mà thôi cho các bạn xem này. Thật sự là bây giờ trời rất là lạnh. Đang mùa đông. Rất là lạnh. Nhưng mà bây giờ dưới cái này mà ngấm vào bên trong người khỏi bàn luôn. À, ôi dồi ôi. Nó vẫn chui được vào trong đây. À, cho các bạn xem. Ý. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ cho bố tôi mặc thử chiếc áo này để tôi dùng Coca đổ lên trên cái áo này xem là nó có bị ngấm hay không. Đấy, à, tôi sẽ slow motion cho tất cả bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đổ Coca lên trên áo. Các bạn thấy không? Hầu như không dính luôn. Đấy, bắn luôn. Tiếp theo là chai nước cam. Lions gonna come. The birds have just begun.
We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Đấy, các bạn thấy không? Đây là chiếc áo khi mà xịt phủ nano nước này. Các bạn nhìn nhá, nước nó đọng như này chứ nó không thèm dính vào trong áo hoặc là nó thấm qua áo. Tôi nắp một cái là rơi hết xuống này. Thấy chưa? Rơi hết xuống rồi, sủi rơi. Đấy, sạch luôn. Không có cái gì cả. Đấy, áo lại như mới. Thấy chưa? Úi xồi, chiếc áo lại như mới rồi. Với một chiếc áo bình thường nó sẽ ngấm hết vào bên trong luôn. Nhưng mà áo xịt phủ nano thì không hề dính một cái gì luôn. Đấy. Ok, sau khi mà nghịch xong cái áo với lại cái giày thì là bây giờ tiếp tục tôi sẽ nghịch cùng với lại giấy ăn. Đó, ở đây tôi có hai tờ giấy ăn hoàn toàn bình thường. Ok, hai tờ giấy ăn rồi, cùng với lại một nọ xịt phủ nano Gotex và một chai nước cam Fanta. Rồi, bây giờ tôi sẽ nghịch trò tiếp theo. Tôi sẽ dùng cái nọ Gotex này, nọ xịt phủ nano, xịt lên một cái chiếc khăn giấy. Đó, xịt lên đây, xịt qua như này. Ok, bình thường thì là đợi 15 phút thì nó sẽ khô. Bây giờ tôi xịt đây và tôi sẽ thử đổ nước lên xem như nào. Rồi, lật cái mặt sau lên. Cái tờ giấy này rất là mỏng nên là khi mà xịt lên ấy thì nó sẽ ngấm qua luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổ nước này cho bạn xem hai cái tờ giấy này nó sẽ khác biệt như nào. Thật sự là mở cái chai nước ngọt ra chỉ muốn uống thôi. Ok, trước tiên tôi sẽ đổ lên cái khăn giấy này. Rồi, các bạn thấy không? Nó thấm luôn. Đó, thấm luôn ra cả mặt sau. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổ lên cái khăn mà vừa mới xịt phủ nano. Các bạn hãy xem điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Hầu như là nó không thấm luôn đó. Không hề thấm luôn. Các bạn thấy không? Không hề thấm nước nhé. Bây giờ tôi sẽ đổ cái nước này ra này. Đấy, ok. Tiếp này, đổ ra mặt sau. Mặt sau và mặt trước đều không thấm luôn. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Không hề thấm nước nhé. Ok. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn với lại cái tờ giấy này. Cái xịt nano này nghịch rất là thích luôn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ sử dụng một cái cuốn sổ. Đó, một cuốn sổ hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn bình thường. Đây là cuốn sổ nhật ký của tôi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái nọ xịt phủ nano này, xịt lên cái tờ giấy này. Xịt một bên và một bên không xịt. Bên này tôi sẽ không xịt và tôi sẽ xịt bên này. Đó, xịt lên như này. Ok, xịt qua như thế thôi. Bây giờ tôi cho các bạn xem cái tác dụng của cái nọ xịt nano này. Tiếp tục lại dùng lên một chai Fanta, một chai nước cam. Tôi đổi các bạn xem nhé. Rồi, đó, các bạn để ý kỹ nha, nó đang ngấm dần, ngấm dần, ngấm dần, nó ngấm dần này, thấy chưa? Đấy, nước đang ngấm dần, nó ngấm hết rồi. Thế là hỏng mất cái cuốn nhật ký của tôi rồi. Đấy, ngấm sang cả cái tờ bên cạnh, ngấm hết. Ok, coi như là phần bên này bị hỏng. Bây giờ tôi sẽ đổ sang cái phần mà tôi vừa mới xịt nano. Các bạn hãy xem nó có ngấm không nhá. Đó, tôi đổ đầy lên trên đây và đợi xem nó có ngấm hay không. Và thật sự là méo ngấm luôn đấy. Những bạn nào mà thích sách vở của mình không bị ẩm, bị ướt hoặc là bị thấm nước thì các bạn có thể xịt nano lên hết toàn bộ tất cả các cái tờ giấy này, xịt hết hai mặt, sau đó vẫn cứ viết bình thường đó. Và một cái điều rất đặc biệt đó chính là nó không hề thấm nước. Thấy chưa? Đó, không hề thấm nhá. Các bạn nhìn này, nước là nó chảy hết sang bên này, không hề thấm. Rất là sạch. Rất là sạch sẽ luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ thử viết xem như nào. Viết xem như nào. NTN. Ok, Monster NTN. Đó, vẫn viết được mà không hề thấm nước. Không hề thấm luôn. Đấy, rất là hay. Không hề thấm. Thấy chưa? Không hề thấm này, tôi xé cho bạn xem nhé. Không hề thấm nước.
Ừ, rách rồi. Tôi sẽ thử đổ cái mặt này xem, mặt sau của nó xem. Mặt sau của nó cũng không hề thấm luôn. Đó, không hề thấm nước. Để một tí là nó khô. Ok. Đấy. Xong cái trò cuối cùng, nói chung là không có cái gì để mà phun nữa. Tôi sẽ nghĩ những cái trò tiếp theo, tôi nghịch cái trò này để căn nhà của tôi và tất cả đồ đạc của tôi sẽ chống nước. Đấy. Ok, xong clip. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Bye bye.